Xác hưng và sự thật về 10 chiếc đùi heo muối ở Việt Nam trị giá 172 triệu đồng một chiếc, thì ra hơn Thái Công là cỡ này. Tôi mới săn lùng được về Việt Nam với một số lượng rất có hạn, chỉ có khoảng 10 chiếc thôi. Khi khắp nơi đang xôn xao với chiếc đùi heo được nhà thiết kế sang trọng, đẳng cấp nhất nhì Việt Nam là Thái Công khen ngợi hết lời. Cùng với đó là lời giới thiệu thế giới mỗi năm chỉ có 499 cái, Việt Nam vỏn vẹn 10 cái ấy vậy mà ông đã được sở hữu và thưởng thức. Thế nhưng phải để dân tình trầm trồ hơn nữa đó chính là Sắc Hương, khi nam doanh nhân cho biết mình đã phải rất cố gắng mới có thể mang về Việt Nam 10 chiếc đùi heo có giá trị bậc nhất này. Trong buổi chiêu đãi bạn bè bằng thức quà quý là chiếc đùi heo muối được ủ 60 tháng với giá trị khoảng 112 triệu đồng. Ông cho biết trong chuyến đi công tác châu Âu mình đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể săn lùng được về Việt Nam 10 chiếc đùi heo muối này. Rất đặc biệt, rất độc đáo, rất mất nhiều công sức tôi mới săn lùng được về Việt Nam với một số lượng rất có hạn. Xem xong những lời chia sẻ của Sắc Hưng thì dân tình mới ngộ ra rằng chủ nhân thật sự mang chiếc đùi heo mà nhà thiết kế Thái Công tấm tắc khen ngon trong phiên livestream hôm trước không ai xa lạ chính là Sắc Hưng. Nghe đến đây thì dân tình không thể nào không ngỡ ngàng và ngưỡng mộ trước sự chịu chơi, chịu chi và tầm cỡ của Sắc Hưng.